Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm đĩa hoa để bàn thờ không cần bình, không cần đĩa và chỉ cần một cục xốp và một cái giếng ghế bóng kiến thôi. Nguyên liệu đây mình dùng đó là các bạn dùng hoa huệ trắng, lá đồng tiền, bông đồng tiền, hoa hồng và lá phát tài, ít lá dừa. Nguyên liệu mà mình dùng một cục xốp, một cái miếng giấy bóng kiến như thế này. À, các bạn có thể mua ở ngoài các cái tiệm hoặc cửa hàng bán hoa, người ta sẽ có bán cái này ha, nhà sách hoặc là siêu thị đều có bán. Cái kéo cắt cành hoa và một cái bình xịt nước giữ cho hoa tươi lâu, đó là cái nguyên liệu. Và giờ đến cái phần cắm hoa. Đầu tiên thì cái tờ giấy đây nè, nó là hình tròn nha các bạn. Thì các bạn đặt nó ra và đặt một cái cục xốp cắm hoa của chúng ta nè, ngay ở giữa của cái miếng xốp. Xốp thì các bạn nên ngâm nước trước khi cắm nha, để giữ hoa cho tươi lâu hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách cắm. Thì cái xốp này là chúng ta sẽ bó lại sau. Các bạn cũng có thể dùng dây thừng hoặc là một vài cọng dây thun. Khi mà chúng ta làm xong rồi, chúng ta có thể là bó một cục xốp lại và chúng ta đặt dây thun phía dưới này nè. Làm trước cũng được, nó sẽ rất là đẹp với lại cái khung hình luôn, không có cần dùng đĩa mà nó sẽ giữ nước được lâu. Đầu tiên thì các bạn cắt lá dừa. Thì cái lá dừa như clip trước mình chia sẻ thì các bạn cắt theo cái hình như hình tam giác như thế này nè. Sau khi cắt những cái lá dừa xong thì các bạn sẽ tiến hành cắm nha. Thì ở đây mình sẽ đã cắt sẵn rồi, bây giờ mình sẽ cắm các bạn xem. Thì các bạn cầm một cái cành lá, các bạn cắm ngay ở giữa trước. Rồi chúng ta cắm một cái cành về xiên về phía bên tay trái và một cái cành xiên về phía bên tay phải. Các bạn nhớ cắt xéo cái phần gốc của cái lá dừa nè. Những cành hoa cũng vậy, chúng ta cắm nó sẽ dễ cắm hơn. Cái phần này thì các bạn cắm như thế này cho mình nè, đó, cắm cũng xuyên về hai phía luôn. Đây là cái phần lá dừa nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ cắm cái phần cắt cái lá thiết mọc lan. Thì các cái lá thiết mọc lan thì như clip trước thì các bạn có thể tham khảo lại. Ở đây thì cái lá phát tài các bạn cắt cho mình một cái đầu nhọn thế này. Thì các bạn cầm cái clip trước mình cũng đã chia sẻ, thì cầm cái lá chúng ta cắt xuống như vậy nè. Đó, thì nó sẽ được cái góc nhọn ha. Các bạn cứ cầm cái kéo đây, cắm cái đầu một cái là nó sẽ thành cái góc nhọn, là nó sẽ được nha. Rồi sau khi đã cắm cái lá này rồi thì mình sẽ cắm một cái là các bạn cho ngay vào giữa, hai cái kia là cho nghiêng về hai bên. Đó là cái phần lá dừa và lá thiết mộc lan. Bây giờ đến phần cắm hoa. Đầu tiên mình sẽ dùng hoa huệ. Các bạn cắm một cành hoa huệ ngay ở giữa cái lá dừa. Các bạn chọn cái cành nó hơi thẳng một tí nha. Đây. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cắt thêm một cái cành nữa. Thank you.
bạn cho cái độ cong của hoa huệ nè, nó theo nó úp vô cái cành heo ở giữa nha các bạn. Đây, cành nào mà có độ cong thì các bạn nên cho nó úp vào. Cành này mình sẽ thay cành khác cho nó giống bên kia nha. Rồi chúng ta cắm cho những cái cành hoa nó hơi giống nhau một tí. Thì ở đây thì cái cành này nó cong nhiều là các bạn cho nó tha phía cái chỗ trống của cái hoa. Thì các bạn đo theo cho nó vừa nha. Cái này là dán xòe nha các bạn. Chúng ta cắm cây huệ là bài dán xòe, không có từng nhiều cây đâu, các bạn chỉ từng vài bông là được rồi. Đó là cái hoa huệ các bạn cắm cái dáng xòe như thế này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái hoa đệm. Thì ở đây các bạn tùy theo dùng một loại hoa cũng được mà nhiều loại hoa cũng được. Sau đây mình sẽ dùng cái hoa hồng trước. Mình sẽ chọn một cái bông hoa hồng mà nó có cái nó còn nhỏ cái búp nè. Cho lên trên cùng ngay cái cành hoa của đây, cành hoa huệ đầu tiên. Thì các bạn cho nó hơi thấp xuống nha, thấp xuống, không có từng cao lắm nha, ngang đây thôi. Rồi tiếp theo thì cắm những cành hoa thứ hai, thứ ba. Các bạn có thể ngắt đi những cái lá mà nó bị hư. Rồi chúng ta cắm một cái bông hồng nữa. Là cắm hoa hồng đã xong rồi, thì các bạn thấy phần chỗ này nè, nó rất là trống luôn. Chúng ta có thể dùng những cái cành hoa huệ mà chúng ta cắt ra còn dư, chúng ta sẽ tận dụng lại để chúng ta cắm vào. Hoặc là các bạn có thể dùng những cái bút hoa cũng được, cắm vào để chúng ta đệm nha. Thì chúng ta có thể đệm hoa. Nó ngược cái chân hơi giống cái chân nhà, nhưng mà cái đó nó ngược hơn á, cái chân nhà bên phải thì cái này bên trái vậy đó.
Sau khi các bạn đã đệm cái chân của cái hoa xong rồi á, thì chúng ta sẽ bó cái lá, cái miếng bóng kiến này lên nha. Thì cái miếng bóng kiến này nó tắt chỗ này và mình sẽ sửa lại ha. Các bạn cầm một sợi thun nè, còn các bạn thôi chưa quen thì cũng có thể là cầm mua cái sợi dây thừng ở ngoài tiệm á, các bạn cột, nhưng mà mình có sợi thun là bó là dễ nhất. Vậy là đã bó xong rồi đó các bạn, nhìn là đơn giản mà cũng rất là dễ thương ha. Thì sau khi đã cắm xong và bó xong bình hoa rồi, chúng ta nên là xịt nước để cho hoa, giữ cho hoa được tươi lâu nha các bạn. Vậy là clip hôm nay đến đây đã hết rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.